À, xin chào các bạn. Và tiếp theo trong cái video này, chúng tôi xin giới thiệu với các bạn là cái cơ cấu chính sách hệ thống và cái cách chiến tối ưu để kiếm tiền với 123 SEO. Thì cái tiền lãi nhận được khi mà bạn làm affiliate marketing với 123 SEO thì rất là hấp dẫn, lên đến 15% hoa hồng trên mỗi cái đơn hàng. Tuy nhiên thì hoa hồng trả thưởng 123 SEO lại dành cho những cái bạn mà muốn xây dựng và kiếm tiền từ cái hệ thống còn hấp dẫn hơn rất nhiều. Thì hoa hồng 123 SEO được chia làm 10 tầng theo cái thứ tự từ F1 cho đến F10 và chia theo cái sơ đồ phân nhánh đều từ trên xuống dưới. Cái hay hơn cái dự án là khi mà bạn xây dựng cái hệ thống và đủ chỉ tiêu thành viên vẫn có thể mở ra thêm một cái chân chạy nữa. Thì cái hệ thống hoa hồng 123 SEO rất tuyệt hảo. Thì trong cái video này thì chúng tôi sẽ chia sẻ với các anh chị và các bạn là cái cơ cấu chính sách hệ thống và cái cách chiến. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với cái dự án này. Trước hết là chúng ta cùng tìm hiểu về cái chính sách của 123 SEO. Đây là cái cách tiêu dùng mà rất là thông minh. Ở đây chúng ta thấy là cái tầng 1 là cái thành viên của chúng ta là tuyển 3 người. Cái hoa hồng trên mỗi đơn hàng là 350.000. Cái hoa hồng tích lũy là 150.000. Đấy. Ở tầng thứ hai thì nó sẽ nhân ra là thành 9 thành viên và cái hồng tích lũy là 72.000. Ở tầng thứ ba là 27 thành viên này, cái hoa hồng tích lũy là 216.000, rồi dần 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 lên như thế là đến tầng thứ 10 là tổng cái thành viên là 59.049 và cái hoa hồng tích lũy là 472.392.000. Ở đây chúng ta thấy được một cái rất hay, không giống như các cái chương trình khác là chúng ta chỉ mua một lần và được kiếm tiền mãi mãi với 123 SEO, không phải mua lại các cái gói mới và không giới hạn về các cái số F1. Chúng ta có thể giới thiệu được rất nhiều các F1 và cái F1 này có thể nó sẽ được tràn tầng xuống tầng dưới và lấp đầy vào các cái chỗ trống ở các cái tầng dưới và những người hiển nhiên những người khác ở tầng dưới của chúng ta sẽ được lợi nhuận rất nhiều. Người ta không đôi khi người ta không làm thì người ta vẫn được các cái doanh thu, các cái doanh số trên cái hệ thống khi mà người ta đã đủ cái điều kiện trở thành cộng tác viên rồi. Đây là cái hệ thống thu nhập tràn tầng từ trên xuống dưới và từ trái qua phải lấp đầy hết tầng trên sẽ tràn xuống cái tầng dưới. Full tầng 3 sẽ được phép là tạo cái chân thứ tư. Full tầng 4 sẽ được tạo chân thứ năm mà full tầng thứ năm sẽ được tạo thêm một cái chân thứ sáu, tối đa là 6 chân. Còn bình thường là chúng ta đi 3 chân nhưng mà tối đa là chúng ta sẽ tạo được là 6 chân. Được rút hết cái số tiền hoa hồng kiếm được hàng ngày và không giới hạn các cái số lần rút. Nên là thấy là 123 SEO được chia làm 10 cấp bậc này và được phân bổ từ F1 cho đến F10. Khi mà đủ điều kiện bạn được nâng lên cái cấp bậc cao hơn. Đây là cái tầng 1 này. 3 người thì hoa hồng nhận được là 150.000 này, 72.000, 216.000, 472 triệu. Đấy là đến tầng thứ 10. Đây là cái điều kiện để mở thêm cái nhánh mới mà tôi vừa mới nói với các bạn. Khi mà chúng ta full tầng 3 thì chúng ta được mở thêm cái tầng thứ được mở thêm cái nhánh thứ tư. Và cái hay của cái dự án này là cho phép bạn phân bổ và thêm một cái nhánh F1 mới. Đây, tất cả các cái nhóm này chúng ta làm vào chúng ta mới thấy được rất nhiều cái hay của nó. Chúng ta thấy là cứ một người trên hệ thống giới thiệu thêm 3 người và dựa vào cái sức mạnh lan tỏa cộng đồng như vậy thì bạn kiếm được cái số tiền là rất là khủng. Và cái hay của cái dự án này là nó theo cái sơ đồ là cơ chế tự động tràn tầng, phân bổ đều từ trên xuống dưới. Và tất nhiên là những người trong hệ thống của mình đều được hưởng mọi cái cơ hội tự động tràn tầng như nhau. Đây là cái trả thưởng hoa hồng hệ thống. Là chúng ta thấy là tầng 1 này 4 thành viên 200.000 này Việt Nam đồng, tầng thứ hai nữa chứ có 16 thành viên này là 128.000 này, tầng thứ ba, tầng thứ 10 vân vân. Tầng thứ 10 thì chúng ta sẽ được là 8 tỷ 388 triệu 608.000 Việt Nam đồng. Đây là cái số tiền mà ước tính có thể nhận được khi mà mở full 10 tầng cho nhóm 4. Khi mà bạn mở full thì bạn có thể là kiếm được là 8 tỷ, hơn 8 tỷ. Và nếu bạn
mở rộng cái hệ thống ra thêm nhiều hơn nữa thì các bạn sẽ đạt được là cái số lượng tiền là rất nhiều. Tức là mỗi lần chúng ta full tầng thì chúng ta sẽ mở thêm một cái nhóm mới và cái thu nhập của cái nhóm đó cho chúng ta được rất nhiều. Đấy. Đây là cái nhóm thứ tư đấy, và chúng ta thấy là khi mà chúng ta full tầng thì chúng ta đây, cái nhóm 4 này. Rồi nhóm 3 này, nhóm 4, nhóm 5, nhóm 6, nhóm 7, nhóm 8, nhóm 9, nhóm 10. Đây là nhóm thứ tư này. Chúng ta full tầng thì chúng ta có thể là mở thêm được cái nhóm thứ năm. Đấy, thì cái cơ hội này là rất là tuyệt vời cho chúng ta. Nói tóm lại là 1, 2, 3 sale trả thưởng cho chúng ta rất cao, và bạn hoàn toàn có thể kiếm được rất nhiều tiền từ cái việc mà xây dựng và đánh cái hệ thống lớn. Tất nhiên là những người mà tham gia phải đạt được cái chỉ tiêu đăng ký tham gia và mua cái gói combo sản phẩm là 355.000 thì hệ thống mới ghi nhận người đó và tính tiền thưởng cái hoa hồng cho những cái người đó. Còn những người khác mà chúng ta không mua cái gói này thì chúng ta chỉ việc được là hưởng 15% trên F1, F2 khi mà bán sản phẩm rồi. Chúng ta sẽ không được nhận những cái phần thưởng hoa hồng lớn như thế này. Đấy, nếu các bạn mà quan tâm đến cái dự án này thì chúng ta có thể là xuống cái phần mô tả để click vào cái link dưới cái phần mà tôi để dưới mô tả để chúng ta đăng ký một cái tài khoản để kiếm tiền từ cái dự án này. Và nếu trong cái quá trình làm mà có bất kỳ cái băn khoăn hay thắc mắc gì thì các bạn có thể là liên hệ với cái số điện thoại Zalo của tôi để dưới cái phần mô tả để chúng ta cùng vào cái nhóm để chúng ta chia sẻ cái cách để chúng ta làm và sẽ hỗ trợ giúp đỡ nhau được nhiều hơn trong cái quá trình mà làm việc. Và cuối cùng xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những cái video tiếp theo của chúng tôi.